Chào mừng tất cả quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần. Hôm nay, Trisa cùng bác sĩ Hải Lê và bác sĩ Trần Văn Thọ trả lời một số email mà quý vị khán giả đã gửi vào. Trước khi qua thông tin thương mại, chúng ta đang trả lời cái email mà quý vị đã gửi vào về cái thuốc giảm đau mà đã xài lâu năm rồi mà bị nghiện luôn và cứ bắt buộc là cứ phải mua thuốc, thậm chí là mua thuốc ở ngoài, mua ở ngoài chợ đen để mà giảm cái cơn đau, tại vì cái cơn nghiện nó lên thì mình chịu không nổi. Thì bác sĩ Thọ, bác sĩ Hải cho Thuy sẽ hỏi là làm cách nào để mà giảm, làm sao cách nào để mà cai cái thuốc này, và nó khác với lại cái câu hỏi trước của mình đó, cái câu hỏi mà về cái thuốc clonazepam để mà giảm lo âu nó như thế nào. Dạ, thì theo kinh nghiệm mình thấy đó, những người mà làm dùng hoặc là nghiện thuốc giảm đau này lâu ngày đó, người ta thống kê rằng á, bị làm dùng trở lại á, nguy cơ rất là cao, rất là cao, có thể là gần như một, mình không nói là 100%, nhưng mà rất là cao, hầu hết những cái người này sẽ làm dùng trở lại. Bởi vì khi mình vừa rồi mình nói đó, cái bệnh này nó kéo dài lắm, 8-9 năm, thì mình mà làm dùng 3-4 năm thì mình xác suất bị 8-9 năm rất là cao. Có những người bị tức là làm dùng này, nghiện ngập này đó, khi vào trong tù á, mình thì hoặc là giả sử trong tù là không có chất xì ke thủy chẳng hạn đó, ở trong tù 17-20 năm, khi mà ra tù vẫn làm dùng lại đó. Thì cái mà cái cách chữa trị hữu hiệu nhất hiện nay đó, thì người ta dùng cái thay thế lại cái thuốc thuốc giảm đau này bằng một cái loại thuốc khác mà bác sĩ gọi là addiction psychiatrist, hoặc những cái khác gọi là suboxone đó, hoặc là methadone, thì có những cái clinic Houston này cũng nhiều, thông thường thành phố nào cũng có đó. Thì người gọi là bệnh nhân hoặc là quý khán giả có thể hỏi ngược lại rằng là chứ tôi nghiện cái thuốc này, tôi nghiện thuốc giảm đau, mà chứ bác sĩ đưa tôi cái thuốc khác mà tôi ngày nào tôi cũng phải uống, cũng tương tự như là cái thuốc giảm đau vậy, thì hóa ra là tôi chuyển nghiện từ cái thuốc này sang nghiện thuốc khác phải không? Đó, thì cái câu trả lời là cái về không không mình mình cái mình nói cái chuyện là cái hiệu quả hoặc là cái ưu điểm và là cái sự lợi hại của cái thuốc này như thế nào, tức là mình gọi là harm reduction đó. Thì khi mình chuyển qua dùng cái thuốc này thì bác sĩ kê đơn chẳng hạn đó, thì nó giảm đi những cái yếu tố lại là gây hại, ví dụ như là mình không có dùng kim tiêm chích thuốc rồi chẳng hạn, là gây ra HIV rồi nó gọi là cái bệnh những cái bệnh truyền truyền qua đường máu chẳng hạn, hoặc là mình không có dùng quá đô quá liều chẳng hạn, hoặc là mình không có trộm cắp, hoặc là mình không có bỏ việc làm là chẳng hạn, mình có thể trở lại sinh hoạt hoặc là làm việc một cách bình thường. Tốt nhất là mà một thay khi mà mình uống cái máy thuốc đau đau này lâu dài mà mình thân thể mình đã ghiền rồi á, là nhiều khi là khó bỏ lắm. Nhiều khi mà nhiều bệnh nhân cũng họ muốn bỏ mà cái như mình cái cho symptom detox là rất là đau hơn 10 lần, nên chi thì khi họ khó bỏ. Thường thường nó mà lắc mình bị nặng mà lồng thuốc này lao dài nhiều bệnh nhân họ vô cái gọi là detox in a rehab, và họ vô tâm nó là thường thường là 30 ngày họ ở trong đó, là có bác sĩ ngày nào cũng khám hết rồi cho họ thuốc có đồ giảm từ từ rồi cho họ khó bớt đau, rồi xong có 30 ngày nữa là họ detox hết rồi, là hy vọng là người này không cần dùng thuốc đau này nữa, với lại không cần dùng mấy cái methadone hay là suboxone, cái tốt hơn là không có cần có uống thuốc đây nào. Như khi là mà TQ bệnh nghiện này lúc có là giống như là kéo dài chronic, nhiều khi mình không cần dùng thuốc này nữa, mà sau này có chuyện gì ra đau đớn mình có thể là dùng lại cái thuốc này relapse. Nên chi là cái đồ quan trọng để ý là mình cần thuốc, máy thuốc này có hại nhiều lắm, mình không đau thì đừng có khuyên là đừng có uống, mà đau lắm thì dứt uống, mà nhiều khi là bệnh nhân mình không biết, mình ngày mua cũng uống hết, là nhiều khi là họ không biết là cái thuốc này là có thể nghiện. Nên chi là khuyên là máy thuốc này là
rất là mạnh, như lại máy thuốc đau dài này, narcotics, nhiều khi có một loại thuốc khác mà giúp đau á, mà không phải là narcotic, không phải là opioid, giống như là tramadol, nhiều khi Tylenol. Hồi nãy thì bác sĩ Hải có nói là không có nên ngưng 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 ngang, và không có nên cứ ngưng thuốc mà phải giảm từ từ, tại vì nếu mà ngưng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn những cái thuốc giảm đau này cũng vậy hay sao, nếu mà mình ngưng cũng nguy hiểm đến tính mạng mình hay sao? Thì cái thuốc giảm đau này khi mình ngưng lại là mình cảm giác như là mình sắp chết vậy đó, thấy đau đớn quằn quại hoặc là bị tiêu chảy chẳng hạn, hoặc là bị chảy nước mũi rồi chẳng hạn đó, thấy đau nhức chịu không nổi đó, nguy ngập đó. Nhưng mà cái này thì nó không có mình không có nguy hiểm đến tính mạng. Và cái thứ hai nữa đó là khi mình nói đó, nhưng mà nếu như là mình cứ dùng thuốc này nhiều đó, có thì trong thị trường thì cái không những là có cái opioid trong đó, nhưng là cái gọi là chất á phiện mà có thể là Tylenol trong đó nữa đó, thì làm cái hại gan, hại cái cơ quan nội tạng đó, thì cái nó không có tốt, dùng nhiều là không có tốt. Thì khi mình nói vừa rồi đó, cái chữa trị thì ngoài cái methadone suboxone đó, gọi là cái thuốc thay thế đó, thì còn có nhiều cái phương pháp chữa trị khác, còn có nhiều loại thuốc khác. Thành ra nếu như mà trong trường hợp mà quý vị mà vừa mà nói đặt cái câu hỏi đó, thì chịu không nổi đó, phải đi dùng thuốc chữa đen chẳng hạn đó, thì phải nên tìm đến cái bác sĩ mà họ họ chuyên chữa về 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 addiction đó, để tìm đến những cái sự giúp đỡ. Vì cái này mà kéo dài chừng nào đó thì nó cần gây ra những cái hậu quả mà mình không có thể từ một mình mà có thể giải quyết được. Dạ vâng. Thì như quý vị thính giả thấy xong cái trong cái những câu trả lời vừa rồi đó, thuốc đó thì có thể gây nghiện nếu mà mình xài quá lâu, nếu mà mình xài không đúng cách. Nhưng mà khi mà mình ngay cả khi mà mình muốn ngưng, nó cũng có những cái cách ngưng khác nhau, có những cái cách cai khác nhau. Cho nên tốt hơn là mình nên theo dõi với bác sĩ, nên hỏi bác sĩ cho nó rõ. Tại vì như là bác sĩ Hải nói, cái thuốc cầm đau đó, mình ngưng mình không không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà cái thuốc clonazepam mình ngưng có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên dĩ nhiên là cái chương trình này mình không có thể nào mà mình giải thích từng loại thuốc được. Cho nên tức quý vị có thắc mắc thì cứ hỏi bác sĩ là chắc ăn hết. Câu hỏi kế tiếp. Có thể nào đi bác sĩ gia đình để xin thuốc trầm cảm được hay không? Và có thể thường thường mấy người mà bị trầm cảm thì họ đi tới bác sĩ gia đình trước. Đa số nước Mỹ này là bác sĩ gia đình cho thuốc trầm cảm nhiều hơn bác sĩ tâm thần. Thường thường họ bác sĩ gia đình chữa cái trầm cảm trước, nó mà chữa nó mà không bớt, rau dài không bớt hậu nữa, họ thường thường là refer qua bác sĩ tâm thần. Mà thường thường là bác sĩ gia đình là có thể có kỷ niệm cho thuốc về trầm cảm rất là phổ biến. Chị sao hay nói là họ là cái gatekeeper, hay gọi là người giữ giữ cổng vậy đó. Mình đau ốm, mình đau tim, đau bụng, đau bất cứ cái gì mình cũng đi bác sĩ gia đình, cho nên nhiều khi họ họ biết, họ nhận thấy những cái triệu chứng và họ có thể chữa được. Vậy thì nếu mà như vậy thì đi bác sĩ gia đình cũng được, tại sao mà mọi người phải cần phải đi tới bác sĩ tâm thần? Thì là bác sĩ tâm thần thì mình là đã khá như mình là chuyên môn về tâm thần, thì mình có được cái về gọi là chuyên môn hoặc là training đó, học đồ được nhiều hơn về về sức khỏe tâm thần. Thì nhiều lúc đại khái như có những cái vấn đề đơn giản thì bác sĩ trong gia đình có thể là giúp được, phải không? Đó, không có sao. Nhưng mà có nhiều lúc thì trở nên vấn đề có trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn là đô nó cao đô thấp, hoặc là thuốc này thuốc nọ không giảm thuyên giảm, hoặc là vì bác sĩ tâm thần thì họ có không những biết về thuốc, nhiều loại thuốc, mà còn có những cái phương pháp trị liệu khác. Thành ra cũng giống như là bác sĩ về tiểu đường chẳng hạn, hoặc là bác sĩ về tim mạch rồi chẳng hạn đó, thì mỗi người nó có một cái training riêng. Thành ra cái đó thì là phụ thuộc vào cái thảo luận giữa bác sĩ gia đình và bệnh nhân đó, là khi nào thì nên đi, khi nào thì nên tiếp tục ở lại với bác sĩ gia đình. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thọ, cảm ơn bác sĩ Hải. Xin tất cả quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Sau một vài giây phút thông tin thương mại, Thúy Sa cũng như bác sĩ Hải và bác sĩ Thọ sẽ trở lại để mà trả lời thêm một số email mà quý vị khán giả đã gửi vào.
người mà bị thật sự bị tâm thần á, là kéo dài hắn lâu hơn, với lại cái hắn bị nặng hơn, không phải là lúc mình buồn một hai ngày cái là bình thường, nhưng mà cái này thường thường bệnh tâm thần mà kéo dài 2 3 tuần thì là ảnh hưởng việc làm. Bệnh tâm thần là những bệnh người giàu, những cái bệnh tâm thần là do mình nghĩ ra thôi, mình muốn gây sự chú ý hoặc là cái này cái kia. Thì có phải thực sự theo cái khoa học chúng ta bây giờ, có phải thực sự là chỉ là trong đầu chúng ta nghĩ hay không?